Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Xin chào cả nhà. Bây giờ tôi đã về Hà Nội. Vừa về cái lại xem được một số cái tác phẩm nghệ nhân hoàn đá thể hiện. Nhờ anh chia sẻ một chút mấy cái tác phẩm anh vừa mới hoàn thiện đấy. Đẹp nhất là ở đấy ra. Ôi kinh quá nhỉ ông nhỉ, ăn có vát nào? Ăn có vát đấy. Ông xem cái di sản, ông cứ xem có vát được đấy. À. Nó có những cái gần gần như này này. Đúng kiểu như này luôn ạ. Ừ. Trước mắt quý vị là một cái phôi xanh răng lão, rất là đẹp. Và sau khi được anh Hoàn tạo tác thì nó ra như thế này. Anh có cái hình ảnh mà cái lúc đang làm không? Có đấy, nhưng mà ở để ở cái điện thoại cái xong mình chuyển cho Thiệp. À ok, rồi. Có gì anh gửi cho em để cho cộng đồng anh em mọi người cùng chiêm ngưỡng. Đấy, cây mùa này ký nhanh ra dễ, đã bán hết rồi. Mới có mấy hôm. À. Đấy, vừa rồi Hoàng Lý Thiệp đi triển lãm thì mình ở nhà thì mình ký được hai tác phẩm. À. Hai cây này cho khách. Cái này thì nó thuận lợi và khó khăn là cái gì, và cái ý tưởng anh làm là như thế nào? Cái cây này cây năm điền, thân rất to, cái cốt nó to này. Thế mà hai nữa là chủ thì lại làm lại không đưa bệ ra. Bệ nó bị hẹp so với cái tổng thể của cây. Thế vừa rồi thì mình ký đá cây này nó to hơn so với xanh quê, để cho dễ khi nó trào ra. Trào ra đá thì là cân đối với cây. Vâng. Đấy thì mình có ý tưởng như vậy, cho nên đá là nhìn nó cũng to hơn so với những cây hoàn thiện xanh quê. Vì vâng. Mình ký để trừ hao khi dễ ra là vừa. Đấy vâng. Là vừa rồi đấy. Ý tưởng là như vậy. Vâng. Tại sao anh lại cần phải làm cái mỏm đá ở phía sau này? Cái đấy để khi cái dáng cây nó gù như thế này thì muốn là đối trọng để nó cân đối một chút với cây. À. Nên mình làm thêm cái một chút tiểu cảnh nhỏ ở phía sau. À, tức là thêm một cái mỏm để nó cảm giác như nó cân lại. Cân kéo lại, nó không nó bị... Tất cả nó nhau vào một bên hết đúng không? Một bên mà hai nó bị lép cái khu gốc cây vậy. À. Thế thì đây là cái phần rễ mà trước nó ẩn ở trong à, anh móc ra đúng không? Đúng rồi, đây đất nó lấp thì mình mơi ra đây được một phần này. Nhưng mà so với một cây lớn này, nếu mà ý tưởng của chủ mà đưa rễ to ra thì nó đẹp hơn. Thế nhưng mà chủ lại thu vào thì mình mới ký rộng ra đây để sau rễ ra đây để cân đối với cây. À. Để sau này cho cây nó cân đối hơn. Đây cái mảng này đấy ra, nhưng mà mình vẫn ký thoáng chứ không là ký đặc. Đấy, vẫn trừ hao cho rễ nó trào ra. À ok. Cái rễ năm điền là rất mạnh, rất nhanh lớn so với xanh quê. Cái chỗ này là tại sao anh phải xử lý như thế này? Cái chỗ này là chủ đục vào cái vết này nhìn nó sâu mà nó thẩm mỹ nó không được đẹp. Nên là mình phải đưa cái viên đá vào đây để đậy cái chỗ vết đục lớn quá. Đấy, để tạo cho nó đầy hơn. Chứ không nó bị lép với rễ này. Đấy, cái chỗ này cần đầy ra thì lại chủ lại đục này, cho nên mình phải quảng cáo vừa đá vừa cây không ạ? Vâng. Vâng. Động Chúa Giê-xu nhỉ? Động Chúa Giê-xu ở không? Thế nhỉ? Ông hình dung giỏi thế. Ừ. Chỗ này có một cái kiến trúc đặc biệt là ba cái tầng đá này. Thành xếp thành hàng nhau như này là sao? Mình đây là thể hiện cái viên đá này to ba viên này cứ xếp này to xa nhất. À. Có thể tượng trưng được phúc lộc thọ được, ví dụ như vậy. À. Thể hiện xa gần và nhỏ gần đấy, để thay đổi đi chứ một viên cứ nhô ra mãi thì nhìn nó cũng chán đúng không? Chán đấy. Ừ. Mình thay đổi đi một chút, thế cả một viên trên nữa là bốn viên nhô. Ừ. Mà nhìn xa thì cũng vẫn bay bay được. Ừ. Thì anh có thể chia sẻ về cái tỷ lệ làm thế nào để cho nó cân đá với lại cái cây? Ừ. Mình có thể làm rộng đá nó hơn được nữa không, hoặc là hẹp hơn được không? Thế như con mắt của mình thì mình thấy cái cây cái tầm cao và to như vậy thì làm viên đá như này là vừa.
Nếu mà làm to quá thì có khi lại làm cây thấp đi, hoặc nhỏ quá thì cảm giác thì cây nó lại nuốt mất bệ đá. Cho nên mình tính toán là cố gắng là để nó hợp lý thôi. Đấy, hợp lý với cây và bệ đá. Cho nên cũng không quá to mà cũng không quá nhỏ. Để nó phù hợp. Phù hợp với cây. Rồi. Thế và ý tưởng của mình ấy, đầu tiên là mình cũng tham gia với chủ là định là lấy cành này để bay làm cái mế này chính, nhưng mà chủ ở đây ý tưởng từ ban đầu rồi, cho nên không cắt cái mỏm này đi và vẫn giữ nguyên, cho nên mình vẫn ký theo này. Còn ý tưởng mình xem thì đúng là cũng muốn để thay đổi cái dáng quay để lấy cái cành này làm chính này, nó có đường quặt và đường chạy thì rất đẹp, nhưng mà ý tưởng của chủ cây rồi thì vẫn giữ nguyên, không thay đổi gì. À, tức là ý anh là muốn cắt bỏ cái đầu này đi. Cắt bỏ cái này. Đây thì Hoàng Thị Thèo có quay vào đây này. Thì mình sẽ làm đá chạy theo cái này. Chạy theo cái đường này. Nhưng mà ý tưởng của chủ nuôi mãi rồi và có chủ đề rồi, thì mình phải thôi thế vẫn theo lối cũ của chủ cây. Ok. Thì sao anh định lấy cái cổ, vẫn lấy cái cổ này lên à? Đây chủ vẫn lấy đây ngọn lên chính. Đây còn cái cổ của cái cây chính ở đâu? Cái cành kia. Đây chính đây, chính ngọn chính, thì còn kia là phụ thôi. Đấy. Thế còn đây là ý của chủ là đây là cái tay. Cái tay hai để làm tay đỡ. Đấy, nhưng mà mình thì đúng là thích cái tay hai này làm cái ngọn luôn đấy. Làm thân là, chính cho nó chạy đúng không? Cho chạy cắt đây đi. Đánh văng ra đây. Xong nuôi văng ra đây và mình sẽ làm cây theo hướng này, nhưng mà ý chủ chắc tiếc rồi, cái chỗ này cắt thì không có gì tiếc cả, về để nó hoàn thiện để đẹp thì nó rất lâu, mà chủ cũ đã để viên đá đấy rồi. Đấy, Hoàng Thị Thiệp nhìn đấy, như mình tham gia nhưng mà ý chủ là vẫn theo cái hướng kia. Đấy là mình nhìn thấy và như thế thì okay, đánh bay đấy thì okay, đẹp. Cái rễ này tại sao anh không cho nó nằm lên một cái mặt phẳng đá mà anh lại nằm cho bên cạnh? Cái rễ này à? Cái rễ trống này này. À, cái rễ trống này à? Ừ. Cái trống này mình muốn là nếu nằm luôn thì nó hơi bị nó hơi ngắn quá, thì nó xuống một chút xong nó ra thì nó nhìn nó thoải mái hơn. Đấy, cùng cả bệ, nó theo bệ luôn, bệ xuống đây và rễ trống cũng phải xuống đây thông ra thì nó lúc đấy mới cân đối. Cái tay trống mà trống lên đây ngắn quá xong cái chân này nó xuống lên nó ra thì lúc đấy lại không cân đối. Cho nên mình đều làm xuống đây, sau này dễ phải xuống mặt này và đi ra thì lúc đấy tổng thể cây mới cân đối được. Về đây bệ đang bị thu rất hẹp so với tổng thể cái cây to như thế này. Kể cả thêm đá này cũng vậy. Cái đối với cây này thì anh thấy cái điểm đá nào mà anh cảm thấy ưng nhất? Điểm đá nói chung là mình ký thì hai đều các mặt mình cố gắng để làm nó cân đối, nhưng không phải là cái điểm nào mình nhấn và điểm nào nó kém đi, nhưng mà tất nhiên nó vẫn có chủ đề chính và chủ đề phụ. Thế thì là mình ký thì cố gắng là tứ phía là để giữ cho nó cân đối, chứ không chỗ nào nổi lên chỗ nào quá. Đấy, để tổng thể. Còn đi vào chi tiết thì mình thích là tạo những cái điểm nó sâu. Đây chẳng hạn vẫn tạo những điểm hõm, hay đây vẫn tạo những điểm sâu này để sâu chạy. Đấy, tất cả những điểm này mình vẫn tạo điểm sâu điểm chạy và dễ sau này ăn quặp vào chạy ra, chứ không chạy luôn ra thì nó xấu, nó hơi bị thô, vẫn ăn vào và ăn ra, vẫn có những cái để tạo điểm ra như cái dễ này chẳng hạn, tham gia đấy. Thế này ra đây. Ở cái mặt này có vẻ như nó phẳng, thì sau này anh định xử lý như thế nào? Cái mặt này hả? Cái mặt này không phẳng đâu, vì là cái mặt lưng đã có đá nhô ra đây rồi. Cái rễ đây rồi xuống và xong ăn ra bệ này, lúc đấy cân đối, chứ không bây giờ nhìn phẳng như sau này có rễ xuống đây là cân đối. Không nó không bị lép bệ. Vẫn là cái phương pháp coi như là tạo hang tạo động, và cũng là phương pháp coi như là làm bệ không cần xi măng, không cần đấy nói về bệ đấy, vừa rồi nhiều những bạn xem là cứ bảo cứ lo cẩu đi là vỡ bệ hoặc là các thứ, như chính hai cây này là ký ở trên nhà của anh khách làm cây này, và
cẩu, vừa cẩu xuống đây hôm qua để mình bảo dưỡng. Đấy, đi rất thoải mái nhưng vẫn giữ nguyên bệ chứ không có bị ảnh hưởng gì. À, không mà dễ hưởng. Chưa có, nếu dễ xuống bo vào đây nữa thì lại càng vô tư. À. Đấy, cho nên là rất thoải mái vì mình có liên kết rồi. À, có liên kết. Có liên cả kết. Các cái chi tiết này đều có sự liên kết liên bằng xi măng đúng không? Rồi. Gắn viên đá nọ sang viên đá kia hết. Đúng rồi, chứ không tách rời. À, không một viên đá nào rời. À. Nên là chủ nhân thì anh ấy ưng ý cái viên đá này chưa nhỉ? Nói chung là chủ nhân thấy hài lòng vì là quả trước khi mình làm xong là quả xem còn những cái khuyết gì để mình điều chỉnh thì cơ bản là không ưng ý, không rồi. Có một cái điều gì nữa. Rồi. Anh chủ anh có nói với tôi là đặt tên cái cây này là gì nhỉ? Cha già kính yêu à? Cha già kính yêu. Đúng rồi. Cha già kính yêu. Đấy. Một cái cốt xanh năm điền dáng lão. Và ý tưởng đây thì cũng đang định dựng là ba cái từ. Đấy, đúng không? Ba cái từ. Ba cái từ treo. Treo, à, con cháu. Một cái từ dưới, hai cái từ treo. Treo trên lưng này nữa này. Đấy, từ một treo. Cái cốt nó khá là hay. Rất hầm hố. Đây rất già đấy, cái điền cái già, cái to. Mặc dù là nó chưa phải là quá già. Đúng rồi, nhưng nó bảo già rồi. Nhưng mà nó cũng là một cái cốt biến, cũng rất là biến báo, đúng không? Đúng rồi. Thế sau khi được anh Hoàn tạo tác thì nó đã ra cái hình thái như thế này. Thế trước đây là nó trồng thẳng dưới đất đúng không? Bây giờ nó đã có bệ và cảm giác nó hầm hố đúng không? Cây này ăn thẳng rất là luôn. Hay. Cây này nhấc từ dưới đất lên. Đấy, đẹp. Và anh Hoàn lại tiếp tục lột xác cho những, lại thổi hồn cho các tác phẩm. Thêm một cái cây xanh được anh Hoàn ký đá rất đẹp. Đấy, quý vị các bạn anh em mà có nhu cầu liên hệ anh Hoàn hoặc là liên hệ cho tôi sẽ có số của anh Hoàn nhé. Tuyệt vời quá. Rồi chúng ta sẽ cùng chờ cái quá trình mà hoàn thiện cái tác phẩm này đến khi nó chính thức ra mắt cộng đồng nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng so sánh hình ảnh mới ban đầu và sau khi hoàn thiện thành công. Chúc mừng anh Hoàn. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Rất mong các bạn ủng hộ kênh của Hoàng Thiệp và ủng hộ Hoàn Đá nhé, để mình càng ngày làm những bệ đá được hoàn thiện và đẹp hơn. Okay. Xin chào. Goodbye cả nhà.